Dạ rồi, em chào anh trai nhá. Rồi, chú chào con trai. Hôm nay anh trai cùng với con về đây nhờ đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải giúp đỡ vụ việc gì? Đi kiếm giúp kiếm mẹ con. Con đi kiếm mẹ ha. Rồi, con cho chú xin phép được hỏi con tên là gì và đến từ Con đâu? tên Nhật, Nguyễn Văn Nhật, đến từ Tân Bình. Thành phố Hồ Chí Minh. Quê quán con ở đâu? Quê con Sóc Trăng. Sóc Trăng ha. Còn anh trai tên gì? Em tên Nguyễn Hoàng Giang. Anh đến từ Quê Sóc Trăng á. Sóc Trăng luôn ha. Anh là về đây là đi tìm cùng với lại cháu của anh. Đây là tìm chị hay là tìm em đây? Em Tìm em với gái. ba. Em gái ruột ha. Em với ruột. Dạ rồi, thì em xin phép được chuyện trò cùng với lại cháu của anh ha. Ok. Rồi, con trai, mẹ của con tên là gì? Mẹ con tên Nguyễn Thị Tú. Con nói từ từ và nói lớn lên cho chú ha. Mẹ con bỏ đi lâu chưa? Cách đây cũng gần năm, tròn năm. Ồ, lâu vậy hả? Ngày mẹ đi là con có biết lý do vì sao mẹ đi không? Không, cái lúc ngày đi thì không có cãi lộn gì hết, nhà không cãi lộn. Ba con đâu? Sao hôm nay không về đây cùng với con đi tìm mẹ? Tại nghỉ bên công ty nhiều quá, tại nghỉ nữa công ty cho con nghỉ luôn á, việc À, giờ khó kiếm chứ. ba của con cùng với con trong quá trình gần một năm qua, gần một năm rồi đúng không? Cũng gần năm rồi. Đã đi tìm mẹ ở nơi nào rồi? Tìm hết trên mấy khu công nghiệp cho Bình Dương á, có tìm mà không có. Hai cha con có đi lên Sóng Thần nè, dưới bên cái đường gì ngã tư Miếu Cù á, là có hai cha con lên dẫn kiếm mấy ngày á, mà Mình em có cũng cái thông đi. tin manh mối gì ở Miếu Cù hả? Hay sao mà mình đi tìm? Tại vì biết lúc điện về nó làm ở bạn bè nó làm bên Miếu Cù, không tin bên đó là có điện ở thằng đó cho khúc cây xăng gì, cái đường gì Miếu Cù cây xăng gì khúc đó, là em cũng không biết, em tìm hoài đâu cả Tức là ngày. trong quá trình gần một năm trôi qua, gia đình nhà mình đã đi tìm kiếm khắp Sài Gòn cũng như khắp các tỉnh lân cận rồi đúng không ạ? Khi mình nghe được một ai đó, bạn bè chỉ một cái tin tức, thông tin manh mối thì gia đình nhà mình lập tức đi tìm. Nhưng đều vô vọng. Đúng không ạ? Không Đúng có đúng một anh. tin tức gì. Bây giờ con trai cho chú hỏi này. Trong quá trình cái thời gian mà trước khi... Đợi ông chút. Rồi con nghe máy đi. Tắt nguồn, tắt không. Trong cái quá trình trước khi mẹ con bỏ đi ấy, gia đình nhà con sống có được hạnh phúc không? Cũng ổn bình thường, Giữa tại ba và mẹ con có xảy ra vấn đề gì không? không có vậy như đánh lộn cãi lộn gì hết. Có gây nhau gì không? Không, ít Không gây lắm. ha. Tức là không có một cái dấu hiệu gì hết. Không có dấu Và hiệu theo gì. như con thì gia đình nhà con thế nào? Theo như bản thân con. Cũng bình thường, ổn, không Hạnh phúc có ha. Cha mẹ hòa thuận. Đúng không ạ? không tại ấy. Kinh tế nhà con ổn không? Ổn. Nhà con có nhà riêng ở Sài Gòn chưa? Nhà riêng mà của nội. À. Ở chung á, ở chung bên nội. Ồ, vậy là gia đình nhà con ở bao nhiêu người? Tầm 7-8 người. 7-8 người. Tức là con cùng với lại ba mẹ ở chung với lại bên bên nhà nội. Nhà nội gồm những ai? Bà nội con, chú Điền với cô ba con. Rồi là giữa gia đình nhà con và gia đình nhà nội có xảy ra vấn đề gì không? Có cự Không, cãi không? sống ít cự cãi. Vậy là rất hòa thuận. Con lần này mẹ bỏ đi thì theo như bản thân con suy nghĩ là mẹ đi vì lý do gì? Con muốn biết tại con đi làm sớm á, làm buổi sáng đi sớm mà chiều về ngủ mà. Rồi cái mấy ngày với mẹ cái Con nhiêu kêu tuổi rồi? con đang 14. Ồ, 14 tuổi, con đi làm lâu chưa? Cũng năm. Một năm hả? Mình học hết lớp mấy mình nghỉ? Con học tới tầm giữa năm lớp 6 nghỉ, tại học hết nổi á. Rồi con xin phép cha mẹ là cho nghỉ học. Và sau đó thì đi làm, kiếm tiền phụ gia đình. Giữa ba và mẹ ấy, có về nhà có hay tâm sự gì không? Cái đó thì con Không biết à. Ít khi con quan tâm. Mẹ có bao giờ chia tại sẻ tâm sự với con tại làm về mệt á, cho không? nên tắm rửa là vô ngủ luôn rồi, cũng ít nói chuyện nhà. Ít nói chuyện hả? Gia đình mình có thường xuyên ăn cơm chung không? Ăn cơm thì Hay cũng mạnh ai ngồi đấy ăn? mạnh nay để ăn lấy thô vậy. À, lấy tô ha. Vậy là cứ đến bữa Tôi cơm dọn cái cơm chung. là ai đói là lấy tô xúc ăn trước. Ít khi nào ngồi chung với nhau. Gia đình có hay đi chơi du lịch gì không con? Không có đi chơi hết, ít đi chơi hết. Vậy là cái ngày mẹ đi ấy, thì con thấy ba con như thế nào? Buồn không?
cũng hơi buồn buồn, cũng đi kiếm mà không có. Có rơi nước mắt không? Ít, hiện hơi gân gân Rồi chứ từ cái cũng ngày mẹ đi cho tới thời điểm hiện tại này, ba con sao rồi? cũng ổn lại. Ổn ha? Ba còn đi tìm nó không? Cũng nghe tin tức ở đâu thì cũng đi tìm, cũng đi coi Có kiếm. bao giờ ba ôm con ba khóc không? Dạ không. Không ha? Ba từ ngày mẹ đi ba có nhậu nhẹt say xỉn không? Dạ Kiểu buồn cũng không? ít có nhậu lắm. Ít nhậu ha? Dạ. Tinh thần của ba từ cái thời điểm mẹ đi có bị tụt dốc không? Bị sốc không? Dạ không. Không ha? Vậy theo như con thì mẹ đi thì ba cũng lo lắng chỉ chút chút thôi ha? Dạ cũng có lo lắng, cũng hơi gương gương nước mắt à, cũng đi tìm kiếm nhiều. Tại vì ba của cháu nè là nó nghĩ tới là biết đi làm ở Bình Dương thôi. Tại vì điện về nhà thì lúc mà Tết điện thì thấy video ở trong nhà trọ Bình Dương làm có áo, mà áo dạng mà áo mà để đi vô công sở, mà áo xanh dương á, xanh ngọc á, À công ty công ha. ty á. Có Dạ. điện có làm, có mang thẻ làm công ty thì cái cũng mình không hoang mang gì hết trơn á. Thì mình đây cũng cậu nó là anh của nhỏ em là tên Tú á, là mình cũng không nghĩ gì luôn, mình cũng đi từng đi làm chạy tài xế xe cộ cũng giao hàng tỉnh Bình Dương nhiều, thì em cũng biết Bình Dương đường xá này kia nhiều, thì em biết anh Hải thì nhờ bên anh Hải, tại vì em biết công việc là làm ở chung một là Sóng Thần, hai là Miếu Tức là Cù. trong quá trình 1 năm trôi qua thì mình có liên lạc được với mẹ không? Con trai? Có liên Điện lạc được về, ít, điện về không à à, vẫn liên lạc được. nhưng mà ít. Tức là mẹ liên đi chủ động liên lạc thì được, còn con thì liên Dạ lạc không. không được. Mẹ có gửi tiền về cho con không? Dạ gửi được gần lúc Tết đó là hết. Có giờ ít điện Với hay mấy không có điện thằng luôn. gửi tiền là gửi tiền chuyển tiền về cho bà ngoại đó, chuyển cho ngoại, ngoại rồi phát tiền cho nó, rồi xong hồi Tết là chuyển thẳng về cho nó, là chuyển kêu ngoại, ông ngoại chạy ra ngoài Sóc Trăng, ông ngoại đi lãnh tiền bên bưu điện đó. Theo như anh trai này, em gái của anh đi vì lý do chính là gì? Cái này lý do em đi là thấy đi làm, chính xác em nghĩ là đi Nhưng mà nếu làm. mà đi làm tại sao lại không cho chồng con biết? Có uẩn khúc gì không? Có đi biết đi làm ở Bình Dương là quay nhà ở nhà trọ đàng hoàng, cũng thấy nhà trọ đàng hoàng. Hay là vợ chồng có cái gì đó Không không? em cũng không nghĩ gì, đâu không có chuyện gì, em bình thường. Em với ba của này là tôi anh em mà cũng vừa hòa đồng, nó không có bị đâu có Vậy là khó hiểu à? cái này, cũng hơi khó, em cũng hơi khó hiểu. Đúng không? Mình phải đặt một cái dấu chấm hỏi tại sao mà em gái mình đi đang chồng con, gia đình đang rất là hạnh phúc mà lại bỏ đi Đi một cách làm mà gọi là vô lý do, đột ngột như vậy. Nếu muốn đi làm, nói với chồng với con đi làm bình thường. Đúng không ạ? Tự dưng đó, cái bỏ đi một cũng cách gọi là khó hiểu. đi làm cũng dặn nó đi đi làm mà đi xuống Bình Dương đi làm Nếu ở công mà ty. đã đi làm như vậy, khi mà đến chỗ đi làm thì phải cho chồng cho con biết. Trong câu chuyện này chắc chắn sẽ có một cái điều gì đó. Nhưng mà thôi cái chuyện đó thì mình không có đi sâu vào ha. Dạ. Thì cái tâm nguyện của hai cậu cháu đúng không ạ? Về đây chỉ mong muốn là, đặc biệt là con trai, chỉ mong muốn là tìm thấy mẹ hoặc biết mẹ đang ở đâu. Bản thân con rất mong muốn điều đấy đúng không? Con có muốn mẹ về không? Muốn như mẹ con. Con có điều gì tâm sự với mẹ không? Con nói đi. Thì mẹ có coi được thì, về đây ở giống ngày trước sống chung. Con thương mẹ nhiều không? Mẹ con cũng thương hơn ai chút còn Chính chứ. xác. Trong quá trình hơn 1 năm trời qua, gần 1 năm trời qua không có mẹ bên cạnh, con cảm thấy như thế nào? Thấy cũng buồn buồn. Thiếu không? Về ngày qua về đi hết tóc đàng hoàng đó để con lên nhân quay tìm mẹ. Vậy Tóc là dài để tóc dài không nằm ấy gọi làm. vậy là trước trước ngày hôm kia là ngày hôm Có kia là điện, em có điện đây rồi, điện ngày mới hôm là kia hết là giờ. để tóc dài lắm hả? Tóc hơi dài dài Tại cũ. đi làm á, chiều bây giờ là ít đi cắt lắm, dài lắm, để thường Đội rồi nó hay lên. là phong cách hay là Dạ mốt không, style để xuống làm sân nước á, tại 6 giờ à? sáng đi làm, 5 giờ mấy 6 giờ mới về, nó ít cắt lắm. Bản thân con cũng mong muốn gia đình có đủ cả cha lẫn mẹ và gia đình rất là hạnh phúc, nên chính vì cái điều đấy nên mà trong quá trình gần 1 năm trôi qua bản thân con rất là buồn. Mặc dù chú biết là con là con trai, đôi khi con để trong lòng con không nói ra, đúng không ạ? Từ ngày mẹ đi tới giờ gia đình còn tiếng cười không? Cũng ít lại vắng luôn á. Thậm chí là không có luôn. Nhìn thấy ba buồn không? Có lẽ ba Thì buồn nhưng mà ba không nói. thầy cũng ít nói. Rồi mùa xuân vừa rồi là ăn Tết không có mẹ.
khi mà cái Tết đó thì con có thấy được vui không? Thấy không nhiều đó đó, nhà Tết là sum họp lại ăn uống. Này mà còn mẹ thì có đủ cả cha lẫn mẹ thì cái Tết rất là sum vầy, đúng Dạ. không ạ? Có thể rằng là ba sẽ đi sắm đồ hoặc mẹ sẽ đi chợ mua đồ về chuẩn bị lau dọn nhà cửa để sắm Tết, rất có không khí. Nhưng mà kể từ cái ngày mẹ đi thì có lẽ rằng là gia đình cũng không muốn nữa ha. Ba cũng không muốn sắm gì Tết nữa. Ăn cho có lệ. Đúng không ạ? Rất buồn. Buồn mà không biết nói gì luôn. Mình đây mà cậu nó nè cũng bó Nhưng mà tay. chắc chắn rằng trong cái câu chuyện này sẽ có một cái uẩn khúc hoặc một cái khúc mắc gì đó thôi. Chắc chắn chứ không có cái gì là tự nhiên hết. Chẳng có gì là tự nhiên mà như vậy hết. Không có Không tự mà nhiên mà mẹ con đi. ba con á, con đi làm chung ba con, là sáng đi chung ba con mà nhà cái lộn thì không có cãi ngày đó, tại sáng nó đi làm chung mà ngủ Thì chắc chắn là thấy con trai, có thể con trai không biết dạ. nha, có thể không, con trai không thể biết được cái chuyện này, chắc chắn sẽ có một cái gì đó chứ không có tự nhiên, không có tự nhiên mà mẹ con một cái gia đình đang rất là hạnh phúc mà mẹ con tự dưng bỏ đi đi làm nơi khác nha, chắc chắn sẽ có một cái chuyện gì. Cái chuyện gì thì sau này mình sẽ hiểu, khi mẹ trở về thì mình sẽ biết, sẽ hiểu thôi. Và bản thân Chúa tin rằng không có mẹ nào là không thương con. Mẹ có thể bỏ chồng nhưng không thể bỏ con. Chắc chắn mẹ đang xem video này và mẹ sẽ sớm quay trở về với con. Hy vọng rằng chị gái xem được cái video này hãy thấu hiểu và hãy về nhà để mà có gì khó khăn gì khúc mắc gì thì cứ tâm sự chia sẻ với lại gia đình, hoặc nếu giữa chị và chồng của chị có một cái chuyện gì đấy mà chị không nói lên được thì chị cũng cứ mạnh dạn về nhà để hai vợ chồng đối mặt với nhau giải quyết mọi chuyện. Và trong cái câu chuyện của chị thì đặc biệt chị hãy thương con của chị. Bởi vì hiện nay thì con trai của chị 14 tuổi đang phải gọi là về đây để mà nhờ anh em đội hiệp sĩ của Thanh Hải đi tìm chị. Và những lời của bé nói ra thật sự nhiều câu rất là đau lòng, rất là xót. Anh mong chị hãy suy nghĩ lại, thấu hiểu, thức tỉnh để mà sớm quay trở về một ngày gần nhất để đoàn tụ cùng với lại gia đình. Thì con trai còn điều nào muốn tâm sự với mẹ không? Anh trai có điều gì muốn tâm sự với em gái của anh không ha? Thì em cũng cho một cuộc điện thoại điện về gia đình Báo để tin biết ha. báo tin biết em còn làm công việc đó thì anh gia đình yên tâm để khỏi đầu gầu lo mà để làm ăn kiếm sống hàng ngày. Nếu thật sự mà em gái của anh quay trở về và nói muốn không muốn sống cùng với lại gọi là ba của con nữa, tức là em rể của anh ấy, đúng không ạ? Gọi bằng Thì em rể đúng ok không ạ? Thì lúc đó gia đình nhà mình sao? thì đó thì Chuyện đôi vợ chồng mặt để cho tự giải quyết đôi ha. mặt hai lời thì nó giải quyết nhau cho Thà như vậy cái đi cho gì. dễ ha. Dạ Đúng con? dạ Toàn bộ câu chuyện con vừa chia sẻ và anh trai vừa chia sẻ có đúng với sự thật không? dạ con dám chắc Nếu có gì sai trái, nếu mà em chấp nhận lên đây thì em đã suy nghĩ hết rồi. nếu mà sai trái mình hoàn toàn chịu trách Ok nhiệm trước ok pháp luật. dạ ok Và hai cậu cháu có đồng ý cho tất cả anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải đăng tải video này lên khắp các trang mạng xã hội anh không? chứ thoải mái, em chấp nhận Tại vì là cái đã này được. là bên đội hiệp sĩ phải xin phép trước. Bởi vì khi mà các anh về đây giúp là đội giúp hoàn toàn miễn phí, nhưng mà khi đăng tải lên phải được sự tự nguyện và cho phép của anh và con trai thì đội mới đăng, còn không cho phép Tại đội không đăng. vì em đã lên một lần thứ hai rồi, lần đầu thì lên đây là anh Hải đã nói chuyện để trao dọi với nhau Để mình hiểu với chúng hơn tôi ha. hiểu, nhưng mà em đã suy nghĩ thẳng rồi, nhưng mà không nhờ anh Hải là không tìm được nhỏ em nó là gì. Thì trước khi đó là mình quyết định nó lên trên đây thì mình không sợ là cái vụ gì, mình có sao mà nói vậy, xứng đáng cái lòng mình suy nghĩ sao nói vậy thôi, nhưng mà không nói thêm nó bớt câu Hy chuyện vọng rằng là gì. một hai ngày tới hoặc có thể một tuần tới, Dạ em gái của anh, mẹ của con trai sẽ xem được video này, hoặc bạn bè có xem được chỉ để mẹ con sớm quay trở về đoàn tụ cùng với gia đình. dạ Và trực tiếp nếu có chuyện gì thì hãy trực tiếp đối mặt, đúng không ạ? dạ Dạ thưa cô chú anh chị, thật sự đây là một câu chuyện rất buồn. Rất hy vọng rằng khi mà cái video này của tất cả các anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải đăng tải lên trên khắp các trang mạng xã hội, rất mong được sự chung tay góp sức của tất cả cô chú anh chị trên cộng đồng mạng trong cùng những ngoài nước xem và chia sẻ lan tỏa mạnh mẽ, để hy vọng rằng một hai ngày tới chị gái sẽ quay trở về để mà đoàn tụ cùng với chồng, với con, với gia đình, để mà có cái chuyện gì khúc mắc thì cùng đối mặt để mà giải quyết. Thì nếu cô chú anh chị có thấy chị gái như trong hình ở đâu
thì liên hệ về với số của đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải 0913 78 58 58 để đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải giúp cũng như khuyên chị gái sớm quay trở về nhà con được đoàn tụ cùng với lại gia đình. Cho số điện thoại nha, mẹ có gì được nghe ấy tin tức thì mẹ điện cho con nghe. Con đọc số điện thoại của con á. Số điện thoại con là 07063 88669. Dạ thưa, đó là con số điện thoại của con trai của chị. Thì khi mà con trai chú cũng cảnh báo trước cho con luôn nha. Khi mà con đọc số điện thoại lên đây sẽ rất nhiều kẻ xấu gọi là lừa đảo lợi dụng, thậm chí là làm tiền con, nên con phải luôn luôn tỉnh táo anh trai nha. Tại vì sao mà đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải ít cho những người nhà người thân cung cấp số điện thoại lên trên? Tại vì sẽ bị một số đối tượng gọi là lừa đảo, họ sẽ giả là thấy chị gái ở đâu đó và họ thậm chí sẽ làm tiền gia đình nhà mình. Tụi em cảnh giác nha, mình phải hết sức cảnh giác, thận trọng. Và đặc biệt hơn nữa, nếu có một cái thành viên đối tượng nào mà giả danh là anh em của đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải gọi điện xin tiền hoặc là làm tiền gia đình nhà mình thì tuyệt đối là mình không có đưa, không có chuyển khoản. Cái đó em biết. Mình phải chụp hình số điện thoại đấy lại, thậm chí là ghi âm cuộc gọi lại và mình trực tiếp liên hệ gặp hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải. Em có luôn số anh Hải này kia nha. Trường hợp mà ông A, ông B, ông C nói là tôi là thành viên của đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải, bây giờ phải chuyển khoản cho tôi 2 triệu, tôi thấy bà này rồi, 2 triệu tôi chỉ cho hoặc tôi đưa về cho, tuyệt đối gia đình nhà mình chụp cái thông tin đó lại mình đưa cho anh Hải. Để mà anh Hải xử lý vụ việc nha. Mình không được tự ý chuyển khoản hoặc là mình làm thế nào đó nha. Mình cảnh giác vậy ha. Rồi cuối video này em không biết nói gì hơn thì chúc cho hai cậu cháu thật nhiều sức khỏe. Và đặc biệt sớm nhất tin vui rằng là mẹ của con trai sẽ quay trở về cũng như em gái của anh sẽ quay trở về một ngày gần nhất nha. Rồi em xin phép chào cô chú anh chị, hẹn cô chú anh chị ở những video tiếp theo.